Supercell.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supercell.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu tất cả các bạn, ngày hôm qua mình đọc một comment khá hay, đó là anh ấy làm về ý ghét đi. À, cái thằng Igit hay Igit khó đọc lắm. Thì hôm nay thì mình sẽ đáp ứng các bạn là một vị tướng Igit đi vị trí Dimit. Đây là một vị tướng mình đánh giá là một vị tướng nó rất kén người chơi các bạn nhé. Tại vì sao những vị tướng mạnh như thế này mình lại ít làm? Bởi vì thứ nhất đây là một vị tướng đòi hỏi kỹ năng rất là cao. Cao ở đây không phải là gọi là combo giỏi hay là chơi như nào, mà cao ở đây gọi là cái cách chơi và cách giữ vị trí rất là khó. Bởi vì những bạn nào mà chơi sát thủ, kênh của mình là thuần sát thủ, toàn áp sát lao vào, mà chúng ta chơi một cái vị tướng giữ khoảng cách thế này rất là khó. Đây là một vị tướng cơ chế hoạt động của nó tương tự giống như con Darcy. Và chúc mừng bạn nào chơi Darcy tốt thì các bạn chơi vị tướng Edith này cực kỳ mạnh. Rồi, để mà làm quen với vị tướng này thì mình coi như là sẽ làm clip này giống như những người mới chơi luôn các bạn nhé. Chiêu thức của vị tướng Edith này nó khá đơn giản thôi. Nó sẽ quan trọng nhất là cái nội tài của nó. Và một cái nội tài của nó sẽ ôm 5 cục nội tài. Và một cục nội tài của nó sẽ bắn một lần bom đạn. Bom đạn là chiêu 1 các bạn nhé. Và quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải combo. Khi kích hoạt chiêu 2 thì chúng ta sẽ được tăng tốc độ chạy trong 4 giây. Và trong 4 giây đấy thì nó sẽ được tiếp tục tái kích hoạt thêm một lần nữa để chúng ta gây nổ lên một vị tướng gần nhất nhé, hoặc chúng ta chọn mục tiêu. Đấy thì chúng ta sẽ nhấp được 2 lần chiêu 2, và khi chiêu 2 trúng một vị tướng thì chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 1 vào, và mỗi lần nổ thì nó sẽ được hồi cho chúng ta được một lần nổ. Và một người chơi con Igi này mắc chiêu nổ của nó được 7 lần các bạn nhé. Nổ được 7 lần nhé. Đấy. Và quan trọng nhất cho Igi thì chúng ta bắt buộc phải nổ được 7 lần mới có sát thương. Các bạn nên nhớ cho mình điều đấy. Và muốn được nổ 7 lần thì đơn giản thôi, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 để tăng tốc độ chạy. Chúng ta sẽ lao lên một vị tướng gần nhất, chúng ta sẽ kích hoạt vào chiêu 2 đấy. Khi chiêu 2 kích hoạt vào một vị tướng thì mỗi lần chiêu 1 trúng đi được sẽ hôi luôn một nổ, thì chúng ta được 7 lần tiếp theo. Rồi, các bạn nhớ nhá. Đây, các bạn hãy nhìn cách combo này, nó có sách mấy câu chữ này. Chiêu 2, rồi, 3 tăng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, 7 lần. Cái pha vừa rồi thì mình không phải, nhưng mà khó nhất ở con này người mới chơi ấy, đó chính là chiêu 1 của nó. Chiêu 1 của nó ấy, các bạn cầm các bạn dí nhá, các bạn cứ dí ý mà luôn, và các bạn sẽ chỉ đến cái điểm các bạn muốn thả cái chiêu 1 đó, và tuyệt đối không được thả chiêu 1 ra. Thường các bạn mới chơi các bạn sẽ thả chiêu 1 ra ấy. Cái gì tao thách mày giết tao luôn đấy, tao giết mày chết luôn, cái gì tốc biến đấy. Chiêu 1 nhá, các bạn trừ khi nào các bạn không đánh được thì thả, còn cứ đánh là các bạn cứ dí cho mình chiêu 1. Nếu các bạn mà cứ dùng chiêu 1 nhá, các bạn thả là coi như mất luôn, coi như là nó hủy hôi chiêu luôn. Cho nên đây là một cái điểm mấu chốt giúp các bạn chơi Irith thật tốt các bạn nhá. Đây chiêu 3 đấy rồi. Ôi nguy hiểm nha anh em ạ, thấy chưa, với cái pha này, cái pha là mình mãi dùng chiêu 3 quá, mình không chú ý thằng ạ tha thú với thằng điếu thuyền các bạn nhá. Đấy, con Igit này, cái con Igi này thì nó chơi nó kiểu những người mới chơi ấy, đặc biệt những người chơi sát thủ nó không quen, bởi vì đây một vị tướng nó hoàn toàn phải giữ khoảng cách các bạn nhé. Nó giữ khoảng cách hơn bất kể một cái vị tướng nào cả, bởi vì đây hầu như toàn là chiêu thức cổ rìa tư xá. Giống con Darcy nó còn dính cho ba bay vào, nhưng Igit các bạn không bao giờ được áp sát tướng, và chúng ta giống như chơi mèo vân chuột đấy. Rồi bình tĩnh, cái pha này chiêu 2 vào rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả đấy các bạn thấy chưa. Bắt buộc các bạn chơi Igit các bạn phải combo chiêu 2 trúng vị tướng, và khi trúng vị tướng thì chúng ta sẽ sản được 7 lần. Đây là cái lượng sát thương tối ưu nhất của vị tướng Igit. Cái thằng này khó đọc thật đề nghề mà, coi như có thằng này thôi ghi nhá, mình đọc nó ghi nhanh chứ ghi thì Igit thì các thứ đính đọc lằng nhá quá chuẩn luôn. Rồi tiếp tục vào vấn đề nhá. Đấy, đó chính là cái dừ vị trí. Thực sự nói chung là mình mới chơi, mà mới đâu chơi này ấy, rất là khó chơi. Tại vì sao? Những lúc combat mình bay vào trửa tim địch các bạn ạ. Bởi vì mình tưởng mình là sát thủ mà.
Đấy, thì con em bay vào trời sát thủ mà đã bay vào trời sát thủ thì nó rất là dễ chết anh em nhé. Rất dễ chết, đây là một vị tướng màu giấy, pháp sư màu giấy. Cho nên chúng ta sẽ phải giữ một cái vị trí thật là xa. Nói chung là cực kỳ an toàn, đấy cầu điệp. Giống như là trước đây mình có hướng dẫn các bạn một cái clip gọi là nhú. Lúc tím địch cương thì mình nhú, mà lúc tím địch nhú thì mình cương. Là giống như khi nó rệt mình thì mình sẽ lùi lại. Và trong cái khi lùi lại thì mình sẽ cấu liền chữa một của nó tí rồi mình sẽ chơi cái cách chơi nhú cương thì cực bá đạo luôn. Và con Iris này phù hợp với cách chơi nhú cương nhá. Là các bạn, khi tím địch lùi thì mình sẽ cống, mà khi tím địch cống thì mình sẽ lùi. Trong cái khoảng lùi cống đấy, mình sẽ tạo ra một cái khoảng cách vừa đẹp, khoảng cách mà trong tâm vô thức một của chiếu chiếu một của mình sẽ sán như nó bảy quả vào trong đầu nó thì bố con thằng nào nó chịu nổi ạ. Đấy, Iris các bạn nhé, tuyệt đối phải nhớ cho mình. Các bạn chơi Iris các bạn không cần phải luyện gì nhiều, các bạn chỉ luyện cho mình cái giữ vị trí thôi. Đấy, nó rệt thì mình lùi, nó lùi mình rệt. Đấy, cứ đi để làm mà giữ đúng một khoảng cách đấy thì đó mới chơi Iris tốt được. Đấy. Và chiêu 3 của nó thì các bạn biết rồi, chiêu 3 của nó thì sẽ dùng trong hai trường hợp đơn giản thôi. Một là cầu rìa ở giai đoạn trước combat, hai là kiếp liều. Và Iris thì cách chọn mục tiêu thì nó sẽ không được như các vị tướng khác, đó là chúng ta không thể nào là ôi giời ơi, tôi biết tảo thách nó. Cái thằng võ lừa cá này nó hay thật đó nha, nó chơi mình cái thật, cái thằng võ lừa cá này. Rồi mình sẽ nói tiếp cách chọn mục tiêu của con Yi này nhé. Nó khác với các vị tướng khác là chính là nó không có cơ hội, ví dụ trong combat 5 năm nóng được không thể được lựa chọn lao vào pháp sư. Chỉ có chiêu 3 nó mới cho phép lựa chọn vào pháp sư hoặc xạ thủ chủ lực thôi. Bởi vì đây là một vị tướng giữ khoảng cách không thể nào lao lên được. Cho nên bắt buộc chúng ta sẽ phải đánh tuyến đầu. Chúng ta sẽ đánh cung với tím, sẽ đánh tuyến đầu các bạn nhé. Sẽ đánh tuyến đầu và đánh những thằng gần nhất. Chứ trong combat 5 thằng các bạn có thể lao lén lỏi vượt qua tuyển 1, tuyển 2 để vào tuyển 3 của nó được. Đấy, cho nên cái đó nó không thể. Cho nên cái việc chọn mục tiêu trong combat thì mình sẽ ưu tiên đánh những vị tướng gần nhất. Đây, mình sẽ sản bày quả, chết rồi đấy. Tiếp phát nửa chết, đấy. Rất là mạnh các bạn nhé. Igrit này thực sự nó có 7 quả. Mình chỉ cho phép các bạn xịt đúng một quả thôi. Bởi vì cái chiếu nó khi ở trong tâm ấy, thì cái tỷ lệ trật của nó chỉ có 0,01% thôi. Hầu như 100% các bạn sẽ đúng chuẩn xác. Cho nên mình sẽ cho các bạn xịt đúng một chiêu một. Đấy, phá này mình chỉ xịt đúng một chiêu thôi, còn hết là dính hết các bạn ạ. Đấy, rất là dễ nhá. Cho nên là các bạn mới đâu chơi con Iris này nó khó chơi một chút, bởi vì cái chiêu một của nó là phải giữ. Cái chiêu một của nó là phải giữ nguyên. Đấy, mình sẽ dí. Đấy là các bạn thấy chứ. Đấy, phải giữ nguyên và dí. Đấy, ví dụ nhiều người kiểu chơi quét ấy thì chúng ta thương nó nhấp một lần. Đấy, thương chúng ta sẽ nhấp chiếu thức một lần thì chúng ta sẽ đánh nhấp vào đòn đánh thương. Đấy là một vị tướng hầu như là không đánh thương nhá. Hầu như không dùng đánh thương. cái nút đánh thương ấy thì hầu như là nó vô tác dụng. Nó không hề có tác dụng gì đối với tướng Yi này. Kể cả Yi này đánh thương vào tướng địch nó cũng rất là yếu. Cho nên đây một vị tướng chúng ta sẽ loại bỏ cái nút đánh thương đá và dùng cái nút chiếu thức chiếu 1. Chiếu 1 của nó dành thay cho cách farm, cách đánh gây rất thương. Đấy, cái chiêu một của nó giống như cách đánh thương của từng xạ thủ một. Đấy, ôi dồi, cái thằng tao con tốc biến, tao thách mới giết tao mà. Cái thằng bó cá này mình cánh nó thật. Nó cười, quất ngừa truy phong, nó còn rệt mình cấy thế chứ. Rồi, cho nên là vì tướng Iris này thì mình hy vọng các bạn hãy nắm rõ cho mình. Thứ nhất, cách combo. Combo của nó là chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 2 trước. Và khi kích hoạt chiêu 2 có tốc độ chạy đâu thì chúng ta sẽ áp sát một tướng địch trong một khoảng cách tâm với, chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 2 và đây, chẳng hạn phá này đấy, các bạn thấy nhá. Mình vừa kích hoạt chiêu 2 và thằng điêu thuyền. Đấy, cho nên là kích hoạt chiêu 2 xong thì chúng ta mới được dùng chiêu 1 nhá. Và dùng chiêu 1 mỗi lần trúng tướng địch thì chúng ta sẽ được hồi một nổi một quả bom, thì lúc nãy chúng ta sẽ được sản 7 quả bom trong một lần combo. Nhớ nhá, 7 quả bom trong một lần combo nhá. Và sản 14 quả bom thì trong vòng vài giây thôi. Rất là easy. Đấy là thứ nhất, nắm bắt cho mình cái combo. Cái thứ hai đó chính là cái giữ khoảng cách. Igrid không bao giờ được áp sát một vị tướng nào trong khoảng cách 0,5m. Đấy, các bạn hãy nhìn này, mình luôn luôn giữ khoảng cách này. Đấy, nó rệt thì mình chạy. Đấy, nó nhú thì mình cương. Nó cương thì mình nhú. Đấy, các bạn hãy chơi nhá. Rồi dính cho hai tàu nền mình luôn, thằng tha thú này. Đấy, mình sẽ lập tăng gần nhất luôn. Tha thú rồi, chưa ba vào thằng Esu. Cái gì đấy, coi cái đòn đánh thương hay là chiếu thức thằng nào mạnh hơn. Ôi, cái thằng phe nick các bạn.
fanpage kiểu cái mình lắm nữa. À, cái gì đấy? Bảy quả bom đấy anh ạ. À. Rồi, chào em. Các bạn thấy chưa? Nó nhú mình cương và nó cương mình nhú, đơn giản thôi. Nó rệt thì mình chạy, mà trong cái lúc chạy thì mình sẽ xả chỗ thức, mà nó chạy thì mình lại rệt đấy. Chúng ta cứ giữ cái khoảng cách, nó cảm giác nó không đánh được mình, mà mình lại đánh được nó. Cái là cái chỗ đấy đấy, bởi vì là cái tâm chiêu thức của thằng Igidip nên nó đánh xa hơn cái tâm đánh đòn đánh thương của tất cả các loại xạ thủ nhá. Cho nên cái việc chúng ta nhú cương, mà đặc biệt các bạn nào mà luyện được cái kỹ năng nhú cương này ấy, trở thành bét ấy, cái bản cầm môn Igidip này gọi là nổi ác mộng trong ranh luôn đấy. Nó rệt mình chảy, mà nó chảy thì mình rệt. Đấy, cho nên rồi đó là cái khoảng cách nha. Và cái tiếp theo, cái quan trọng tiếp theo là chúng ta phải xác định mục tiêu. Mục tiêu Igidip các bạn không bao giờ được tham trong combat, không được tham đánh xạ thủ, không tham đánh pháp sư, mà chúng ta sẽ đánh cái thằng gần nhất cùng đồng đội. Bởi vì Igidip là chúng ta phải giữ khoảng cách, không thể nào lao lên, không thể nào là vượt tuyến 1 tuyến 2 cả. Chúng ta mà vượt tuyến 1 tuyến 2 thì thằng tánh cơ và thằng đối xì nó phang mình vờ mặt luôn. Mà nó chỉ đập mình thì mình rất là dễ chết. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình rằng sẽ đánh cái thằng gần nhất từ khi có những cái cơ hội thật là đẹp, thật là tốt. Đấy, các bạn hãy nhìn cách mình di chuyển này. Đây, luôn luôn đi combat luôn zone cùng với team nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Và khoảng cách của mình cảm giác đánh được cực kỳ an toàn luôn. Đấy, rồi từ từ bình tĩnh. Các bạn hãy nhìn cách mình chơi đi. Rồi các bạn sẽ phân tích. Đây thằng gần nhất, đây thằng gần nhất. Nó chạy thì mình đệt. Anh em ok chưa? Chạy đi đệt chưa? Rồi. Đây, nó rệt thì mình lại chạy. Từ từ tàu giết mình chết luôn. Các bạn xem này, nó rệt thì mình lại chạy. Ôi trời ơi, là gì? Nó rệt thì mình lại chạy, tàu thách mình đệt. Nó rệt là mình lại chạy đấy. Nó chạy thì mình lại rệt. Tàu còi mới chạy đâu. Tàu còi mới chạy đâu. Tàu giết mới chết. Đây, anh em xem này. Nó chạy thì mình lại rệt. Tàu thách mới chạy luôn á. Đây, các bạn xem này. Không xịt được skill nó luôn nhá này. 1, 2, đâu rồi? Từ, 3, pịch. Ủa? À, cái thằng này nó chạy về nhà anh em ạ. Khổ thế cơ chứ. Đấy, rất là khó chịu anh em nhá. Nó rệt thì mình chạy, còn nó chạy thì mình lại rệt. Cứ quy tắc để mà chơi. Đấy, cho nên là cái combat, các bạn hãy nhìn cách mình chơi combat nhé. Luôn luôn zone những cái vị tướng gần nhất mình. Hầu như chúng ta sẽ zone tuyển 1 đấy. Đấy, zone tuyển 1 xong thì chúng ta sẽ tiếp tục lao lên. Chứ các bạn, đấy là vị tướng không được chọn mục tiêu. Tại vì sao? Đấy là một vị tướng nó khó một chút, không được chọn mục tiêu. Bởi vì chỉ có chiêu 3 thôi. Chiêu 3 mình quăng vào tăng xà thủ pháp sư nó đi quăng. Con vốn gì chúng ta sẽ đánh cái tuyển đâu. Đấy, hãy nhớ cho mình 3 đến 4 cái nguyên tắc yếu tố cơ bản để hình thành thằng Igidip này, để các bạn chơi thật tốt. Và mình xin chúc các bạn chơi vị tướng Igidip này thật tốt các bạn nhé. Và đừng quên rằng hãy để lại cho mình một nút comment, và hãy để lại cho mình một cái gì đấy các bạn nhé. Rồi, và mình nghỉ clip để nó kết thúc. Và mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và tất cả các bạn ơi, mãi yêu, bye bye.